Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16 Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người, còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến. Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình, song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài, đến đổi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa. Phàm ai có lòng kiêu ngạo, lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt. Nhờ sự nhân từ và chân thật, tội lỗi được chuộc và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta xây bỏ điều ác. Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Thà ít của mà có sự công bình hơn là nhiều hoa lợi với sự bất nghĩa cặp theo. Lòng người toan định đường lối mình, song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. Lời của Chúa ở môi vua, miệng người sẽ không sai lầm khi xét đoán. Trái cân và vá cân công bình thuộc về Đức Giê-hô-va. Các trái cân trong bao là công việc của Ngài. Làm gian ác, ấy là điều gớm ghiếc cho vua chúa, vì nhờ công bình, ngôi nước được lập vững bền. Môi miệng người công bình là sự vui vẻ cho các vua. Họ ưa mến kẻ nói ngay thẳng. Cơn thạnh nộ của vua khác nào sứ giả sự chết, nhưng người khôn ngoan làm cho nó nguôi đi nhờ sắc mặt vua sáng sủa bèn được sự sống ân điển người khác nào án mây dẫn mưa muộn được sự khôn ngoan thật quý hơn vàng rồng biết mấy được thông sáng đáng chuộng hơn bạc biết bao đạo của người ngay thẳng ấy là lìa bỏ sự ác ai canh giữ tính nết mình giữ lấy linh hồn mình sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Thà khiêm nhường mà ở với người nhu mì, còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo. Ai giữ theo đạo lý tìm được ít, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. Ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng, lời dịu dàng gia thêm sự tri thức người có được thông sáng tức có được nguồn sự sống nhưng sự điên dại của kẻ ngu muội ấy là sự sửa phạt của nó lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình và thêm sự học thức nơi môi của mình lời lành giống như tàn ong ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt có một con đường coi giường chính đáng cho loài người nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết sự biết đói của kẻ lao khổ giúp làm việc cho người bởi vì miệng người thúc giục người thằng điếm toan mưu hại người ta và trên môi nó có những ngọn lửa hừng kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh và kẻ thèo lẽo phân rẽ những bạn thiết cốt kẻ cường bạo quyến dụ bậu bạn mình và dẫn người vào con đường không tốt. Kẻ nào nhắm mắt đặng toan liệu điều gian tà và kẻ nào bậm môi mình đều làm thành việc ác. Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển, miễn là thấy ở trong đường công bình. Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Người ta bẻ thăm trong vạt áo, song sự nhất định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Chương 22 Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành, các tôi tớ ngài sẽ hầu hạ ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng thiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ ngài những điều kiếp phải xảy ra kìa ta đến mau chóng phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này chính tôi là dân đã thấy và nghe những điều đó khi nghe và thấy đoạn tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại song người phán rằng chớ làm vậy ta là bạn tôi tớ với ngươi với anh em ngươi là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này hãy thờ phượng Đức Chúa trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng chứa niêm phong những lời tiên tri trong sách này vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh cứ làm nên thánh nữa. Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sao chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy ta là giê xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh ta là chồi và hậu tự của david là sao mai sáng chói thánh linh và vợ mới cùng nói hãy đến kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến ai khác khá đến kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cái sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đứng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. AMEN lại Đức Chúa Giêsu xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu ở với mọi người. Chương 7. Người ở thế gian há chẳng có sự chiến trận sao? Niên nhật người há không phải như đời của người làm mướn ư? Như kẻ nô lệ ước ao bóng tối, như người làm thuê trong đợi tiền lương. Như vậy, Tôi đã được các tháng khốn khó và những đêm lao khổ làm phần định cho tôi. Khi tôi nằm ngủ thì tôi nói rằng, chừng nào tôi sẽ thức dậy, bao giờ sẽ hết tối tâm. Tôi quá trăn trở cho đến rạng ngày. Thì tôi bị bao phủ dòi tửa và lấp đất, da tôi nứt nẻ và chảy mũ ra. Các ngày tôi qua mau hơn thoi diệt cưỡi, tiêu đi, chẳng có trông cậy gì. Ôi, xin hãy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở. Mắt tôi sẽ chẳng còn thấy điều phước hạnh nữa. Mắt đã thấy tôi, sẽ chẳng thấy tôi nữa. Mắt Chúa đói đến tôi, nhưng tôi sẽ không còn. Mây tan ra và đi mất thể nào. Kẻ xuống âm phủ không hề trở lên cũng thể ấy. Họ không hề trở về nhà mình nữa. Và xứ sở người chẳng còn biết người. Bởi cớ ấy, tôi chẳng cầm miệng tôi. Trong cơn hoạn nạn của lòng tôi, tôi sẽ nói ra. Trong cay đắng của linh hồn tôi, tôi sẽ phàn nạn. Tôi nói cùng Đức Chúa Trời rằng, tôi há là một cái biển, một kỳ vật trong biển, nếu Ngài đặt kẻ cầm giữ tôi bốn bên. Khi tôi nói, giường tôi sẽ an ủi tôi, nệm tôi sẽ làm hoạn nạn tôi nhẹ bớt. Bây giờ, Chúa dùng chim bao làm cho tôi hoảng kinh, lấy dị tượng khiến cho tôi sợ hãi. Đến đổi linh hồn tôi chọn sự ngột hơi và chết hơn là còn sống nơi xương cốt này. Tôi đã chán sự sống, tôi sẽ chẳng sống hoài. Xin Chúa để tôi ở một mình, vì các ngài tôi chỉ là hư không. Loài người là gì mà Chúa kể là cao trọng, nhưng sao Chúa lưu ý đến người, viếng thăm người mỗi buổi sớm và thử thách người mỗi lúc mỗi khi? Nhân sao Chúa không say mắt khỏi tôi, chẳng để cho tôi bằng tịnh cho đến khi nuốt nước miếng tôi. Hỡi đấng gìn giữ loài người, nếu tôi đã phạm tội, có làm gì nghịch Chúa? Nhưng sao, Chúa đặt tôi làm một tấm bia, đến đổi mình trở thành gánh nặng cho mình. Cớ sao Chúa không tha tội cho tôi, cất lấy gian ác khỏi tôi đi, vì bây giờ tôi sẽ nằm trong bụi đất, Chúa sẽ tìm kiếm tôi song tôi không còn nữa. Chương 8 Binh Đác, người Sư A, bèn đáp lời mà rằng Ông sẽ nói các điều ấy đến bao giờ và lời của miệng ông sẽ giống như gió bão đến chừng nào. Đức Chúa Trời há thiên đoán ư đấng toàn năng há trái phép công bình sao? Nếu con cái ông có phạm tội cùng ngài thì Ngài đã phó chúng nó vào quyền tội ác của chúng nó. Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời, cầu khẩn cùng đấng toàn năng, nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh. Dẫu ban sơ, ông vốn nhỏ mọn, thì sau rốt sẽ nên trọng đại. Xin hãy hỏi dòng dõi đời xưa, khá chăm chỉ theo sự tìm tòi của các tổ tiên, vì chúng ta mới có hôm qua và chẳng biết gì bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng chớ thì chúng sẽ chẳng dạy ông nói chuyện với ông và do nơi lòng mình mà đem ra những lời lẽ sao sậy há mọc nơi chẳng bưng bào ư lát há mọc lên không có nước sao khi còn xanh tươi chưa phải phát thì đã khô trước các thứ cỏ khác đường lối kẻ quên Đức Chúa Trời là như vậy. Sự trông cậy kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời sẽ hư mất. Nơi người nương nhờ sẽ bị trút. Điều người tin cậy giống như vắng nhện. Người ấy nương dựa vào nhà mình, song nhà không vững chắc. Người níu lấy nó, nhưng nó chẳng đứng chịu nổi. Trước mặt trời, nó xanh tươi, nhành lá che phủ vườn nó, rễ nó quấn trên đống đá, nó mọc xỉa ra giữa đá sỏi nếu nó bị nhổ khỏi chỗ nó thì chỗ ấy bèn từ chối nó mà rằng ta chẳng hề thấy ngươi kìa ấy là sự vui sướng về đường lối nó sẽ có loài khác từ đất nảy ra kìa đức chúa trời chẳng từ bỏ người trọn vẹn cũng không giúp đỡ kẻ hung ác song chúa sẽ còn làm cho miệng ông được đầy vui cười và môi ông tràn ra tiếng reo mừng những kẻ ghét ông sẽ bị hổ thẹn bao phủ và nhà trại của kẻ ác sẽ chẳng còn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu xu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ổ ế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gồ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dẫy con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin chúa thêm sức mới thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức Chúa trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu xu Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh kiệm rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.